Giới thiệu mọi người, đây là cái máy trộn cám. Máy trộn cám rồi trộn nguyên liệu ấy. Mình cho các nguyên liệu vào, mình trộn lẫn để cho mình cho vào máy ép hoặc là cho trong chăn nuôi. Đây là cái mọi người đổ ở đây này. Đổ cám và đổ nguyên liệu ở đây nhá, còn đường ra của nó ở đây. Đường ra nó ở đây. Cái này là chạy motor của nó là motor 1,1 kW, dây đồng 100%. Lai qua xích nhá, xích tải nhá. Có bánh xe để đi đấy. Và cái này là cái công tắc của nó. Công tắc on off này. On là mở này. Ta off là tắt này. Đây cắm điện rồi. Bật công tắc. Sử dụng vòng tua chậm nhé, vòng tua 1470 vòng trên phút. Đây là cái để chặn cái nguyên liệu lại, khi nào mình thấy đảo nó đều thì nhấc cái này lên cái là nó ra. Số điện thoại liên hệ là 0971588456. Số điện thoại liên hệ với mình là 0971588456.